lãng mạn trong từng cảnh sắc của đất Việt. Vâng, có thể nói là những nét đẹp truyền thống của con người địa phương đã hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên mang đậm là nét văn hóa của Việt Nam sẽ mang tới những thước phim vừa bí ẩn vừa nên thơ, lại gợi sự tò mò hiếu kỳ của đông đảo khán giả quốc tế. Vâng, hình ảnh của ba miền nước Việt lần lượt sẽ đưa khán giả đến với một hành trình đậm đà bản sắc dân tộc.